Hi, hello anh em và chào mừng anh quay trở lại với channel của sĩ thánh. Ok, tướng này. Nhót. Sĩ đi for so damn long. Cái nhà con Van Heo này bắn đâu ấy nhỉ? Gây sát thương phép và choáng cái địch, gây sát thương phép và giảm mana. Cái giảm mana rất là điêu nhá, mình thấy giảm mana vẫn vẫn gây sát thương phép trong phạm vi. Khó hiểu. Choi à? À, nhưng mà chả có tướng gì mà đánh em ơi. Đó, hẹn gặp lại anh em sau cái chuỗi thua này. Bye bye. A few moments later. Yo anh em, đây là mình sau chuỗi thua. Em có mấy bạn như thế này. Mình nghĩ là roll thêm một phát nữa. Đó, thêm một cái floor này, điên đấy. May mà ngon floor đó đó. Trời này, nhưng mà cho em hơi phân vân đánh thú. Phân vân em đánh thú không? Bây giờ làm con floor 2 này ngon nhỉ. Level 4 là 30% tỷ lệ thứ 2 vàng. Một vàng. Lên level 5 roll nó ngon hơn nhỉ. Lên level 5 roll. Hai con Vera này tươi thế. Dễ đánh thú rồi em ơi. Ê, thêm một clan này đi. Thêm một floor này đi. What is my target? Yate. Mình gặp bạn này rồi, mình gặp xong. Nhưng mà vẫn dí bạn đấy một chút nhé. Dí bạn đấy một chút. Ê, mình nghĩ số mình đen lắm, nó không ra truy hồn đâu. Thề luôn, số mình kiểu quái gì đó không ra truy hồn nó xem. Dám cá với các bạn luôn là không ra truy hồn luôn. Mình sẽ lấy sách Khánh nhá. Kệ anh em ơi. Con HT mà đợi chút mình cho Quillen này vào trước đấy nhá. Cho con lo kia. Thú đủ chưa nhỉ? 4-3 thú. Nếu mà đi cho 2AT ngon hơn. 2AT ngon hơn. 3 đổi 2AT luôn. Hoặc là cái sách thánh cái ném cho tạo được floor. Giữ cái chuỗi thắng được. Không sao. 2AT 1. Bán quý len luôn. Ủa Caffeine này. Ê, chưa được bán sử liên hiệp rồi. Thích thêm pháo thủ cho con này nhá. Đánh thử xem sao nhá. Mình thích đánh con này. Vui. Thích thương phát nhá. Nên là nó không có truy hồn hay không có gì nên là đánh hơi không được yên tâm lắm. Đứng góc này đi.
Chơi được không nhỉ? Hên xui xem chứ. Để xem xét xem sao. Xem xét sao. Nó đi. Test thôi anh em ơi. Okay, xây pha đầu hơi xấu này. Xây pha 2 khá đẹp này. Chấp nhận được. Thì cũng chấp nhận được. Chủ giữa rồng với cả Caffeine thì mình thấy Caffeine đã xây khôn hơn con rồng một tí rồi. Con rồng thì đúng là không có thương thì khó đánh thật. Caffeine 2T2 nè. AT2 lại phải xem xét lại anh em, AT2 lại. Thắng 1 cũng không cần. Chiến lấu city for so damn long. Dòng chắc cũng không chơi dòng trận này. Đeo được Vera đấy nhỉ, xong mình cũng lấy được Vera nhỉ. Noma trận này hơi tù nhá. Nhưng mà thú thì cũng không đủ thú. Bây giờ nhỉ. Bình tĩnh đã. Sinh ra đánh thú rồi anh em ơi. Dòng này không có thương đánh buồn cười lắm. Chắc bỏ hoang floor nhỉ, em bỏ hoang floor hơi ít tanh. Thương đáy. Kệ thương đáy. Mỗi một thương. Ơi, đến thì gặp đúng bạn thương đáy này. Bạn này bế bạn Vera lên. Truy hồn khá ổn anh em ơi. Nãy có người gọi điện nên là nó bị mất ấy anh em. Bị mất quay màn hình, phải quay lại. Ba pháp sư gánh. Ở đó hai con pháp sư với cả một con 2T này gánh.
Đây, cái này quá tay nhá. Nó cót nhưng mà nó cót không hợp lý lắm nên là chắc là thôi. Cho nó cót vào cũng vui đấy nhưng mà chắc là thôi. Teo Chrissy. Nếu mà có teo thì mình sẽ bỏ con rồng đi thêm con teo, thêm con teo cầm đồ này, xong rồi xếp hai con này ra bên hai bên cạnh. Chắc kiếm thêm mấy con thú nữa, ma lốc. Kiểu là điều. Hai tay xài tốt phết này. Yon thánh đồ. Yon thì hơn vân vân. Bốn tướng là nó lên trước đi. Cót. Cần mình bán Vera kia đi nhá. Hắc ám là giữ máu anh. Vương đại. Teo giờ kiếm luôn á nhỉ? Hay là cứ cầm máu cái này cũng ok nhỉ? Một dòng một, một nắp một, một con Vera. Cầm máu bên trí luôn được không ta? Celica, ê biết đâu có pháo thủ nhỉ? Thế nè. Giờ sao? Yeah, giờ xếp tướng sao luôn anh em. Giờ sao em ơi, thêm cầm đồ này ổn đấy, hai đồ. Thêm hai đồ, ba đồ gì đấy. Hai tên carry được không nhở? Ấy à. Bắt nhỉ. Celica. Mình muốn thưởng Celica. Nên cho thêm silica phát đi. Làm thử tí đi. Thử chút xem sao nào nhá. What the hell. Ê mà không có thương em ơi. Từ từ đã nhá. Khá nhiều sự lựa chọn ở đây đây. Ê mà. Ê nhưng không có thương thật ý. Khó nghĩ nhở. Ra thương phát thì mình đánh nhá. Không thì thôi. Mà ra một cái phẻ pháo thủ cái thẻ gì đó để đánh thêm Celica ấy là vui. Lâu đánh Celica thú. Làm tí. Chết một con thú. Celica một cái chí mạng này bắn cũng ghê người phết anh em ơi. Ê bắn ghê người phết đấy. Ê ghê. Mà nó chỉ là tăng 30%, đánh 30% tỷ lệ chí mạng thôi đấy. Chưa có thành kiếm các thứ đâu. Cũng chút thành kiếm nữa là cũng điên rồ phết. Bình tĩnh nhá, xem có thương nhá. Đi đây. Thôi xong rồi, nhưng mà không có ấy một thương em ơi. Này mình nhót thôi. Mà lộn này. Lên chín sớm nhất, chúng ta cho Celica đi. Tội gì mà không chơi Celica không? Tội gì mà không chơi Celica không anh em? Ờ, à, con thú này ném tặng cho con Vera nhá. Ê, kỳ lạ, bắt đầu trận đấu nó bắt đầu đến giai đoạn kỳ lạ rồi đấy anh em ơi. Đây là thêm đồ Celica nhỉ, ngọc đại này, thành kiếm. Cho nó thành kiếm.
CK này bắn nó cũng ra ngô ra khoai đấy anh em, không phải yếu lắm đâu. AT sấy này, thêm này bổ đi. Các thứ bổ đi, một bổ có choi. CK bây giờ mình bật ulti lên. Ok, nó đứng yên luôn kìa, con này ngáo rồi, thì nó bị ngáo rồi. Sao lại ngáo nhỉ? Ý tại tại sao lại như thế nhỉ? Có thể ngáo như thế nhỉ? Tới này cho sẵn CDK nhá, cho kích thủ nhá. Theo bây giờ nhá, mình có thêm một CDK, một thêm ba ma tộc là đã quá đủ rồi, thêm teo thêm con này nữa thì cũng được. Đây nhót đi, thêm nữa thêm PC tạm đã, lúc mà chưa biết đang xem gì. Celica nhá, chơi Celica nhá. Celica thầy gì? Ai à? Ai à? Má nó bổ nữa em ơi. Quá này. Đây là mới Celica 1 thôi đấy các bạn ạ, chưa phải là cái gì nó ghê gớm lắm đâu. Đây mới là Celica 1 thôi đấy. Điên phết ta. Mẹ này luôn. Phát 9 à? Trận đấu phát 9 à? Con này ra con cho con Chrissy nhá. Con Thên này. Bắn choáng con cát à? Đến góc này đi. Một bổ cho Thên. Hai bổ cho Thên. Ê hay làm quả Silica 3 nhỉ? Ê quả Silica 3 là cũng cháy đấy. Không ai chơi luôn, thề trận này không ai chơi, không bao giờ có ai chơi con này. Này, quá không ai chơi. Trận đấu đã chuẩn bị kết thúc được rồi đấy anh em ạ. Trận đấu đã chuẩn bị kết thúc được rồi đấy, CK đứng giữa đi. Đứng giữa đi em. Không cần lắm. Con Vera này đi. Xì nhót. Lily à, Lily không cần đâu. Rồi lại đã đầu chuông Việt Nam rồi. Nhưng mà con CDK này phải có thêm thanh kiếm hay cái gì nữa ấy, bắn nó mấy thợ ngu người anh em ơi. Bắn ngáo ở tim địch được. Chưa ăn thua. Không muốn xem anh em là chơi CDK yếu rồi vào đây. Chơi CDK yếu rồi. Làm hết đây, rồi bắn hết trò. Các chưa thấy đâu anh em ơi. À, mình vẫn còn thiếu món thú nhá. Con Crest chưa thấy đâu nữa. Mình có gì nhỉ? Mình thêm một ngọc đại đi. Mình cần cái ngọc đại này đi. Này cho con Dạ cũng không biết cho con gì. Tạo CDK đi vậy. Không biết cho ai. Ma lốc ở cho ma lốc được, quên quên quên. Bổ úi phổ ôi, úi rồi ôi, CDK bắn. Hai bổ. Mà bây giờ không có đam giết con cát anh em ơi. Vì vấn đề nan giải không có đam giết con cát. Không tin chết nào luôn. Thêm truy khổ gì nữa. Ma lốc vào thay con Vera nhưng mà sẽ mất phù thủy. Nói đánh mất phù thủy các bạn. Thêm đồ thủ, thêm dây chuyền, ngon cho thêm cái dây chuyền. Thôi thêm đồ thủ ngon hơn. Các phòng mệnh các thứ.
CDK 2 đã này. CDK ưu tiên cái Gaia hơn nhé. Ưu tiên Gaia hơn nhé. Dòng thổi giữa, dòng mình thổi hai bên. À, cũng mâm lốc, quên chuẩn vào lốc rồi đấy. Quên vào phát sau, phát sau nhá. Lỗi, xin lỗi em mâm lốc. Ôi, đừng trốn thế bạn ơi. Bạn trốn tôi rồi. Mà con thêm với cả con CDK ổn quá nhở. Ê, cái đội cái quả ghép đôi này ổn quá nhở. Con thêm nó bổ gần chết, xong con CDK bắn kiểu con CDK bắn yếu nhá, xong con thêm nó chỉ cần bổ phần còn lại thôi, ổn vãi. Áp ổn áp. Vẫn còn 6 con nữa để mình roll anh em ơi, thoải mái. CDK này lên 3 được. Nhưng mà trận này phải kiểu như anh em phải nhả cho mình đánh cho thì mình mới đánh được. Không là cũng không đánh được đâu. Thế đứng giữa nhá. À không, thứ ma lốc đứng giữa đi. Ma lốc ở giờ con thêm này có choi nhỉ. Sách thánh cho con cát rồi. Giáp bảo mệnh cho con cát rồi. Ma lốc cho Vera. Ngay A choi nhỉ. Thế thì choi cho ma lốc ở ma lốc đứng giữa đi vậy. Xong rồi cái thêm thì cầm hai đồ này đi vậy. Này đi vậy. Đứng với góc này. Trong mấy kỳ mà mình không nghĩ là yếu đâu. À, con cát này. Quên mất con này em. Ma lốc kịp nhảy không em? Thế teo này, ma lốc nhảy em. Xếp tướng lại một chút nhá, để mình không bị trôn Việt Nam thế nữa nhá. Ma Doom nó hay trôn mình nữa. Ma Doom nó hay trôn Việt Nam mình nữa. Mày bán này đi nhá. Himura Kenshi nhá, nhớ tên mà này không? Nhớ tên mà rồi đó. Himura Kenshi đúng không? Phương này. Đây thì mình chỉ cần để này thôi. Này thôi là nhót rồi, nhót hết cảnh rồi. Nhót ở đây. Thêm đứng sau một ô đi. Thêm một sót tướng nữa, mình thêm quái gì nhỉ? CDK nữa này. Thêm nữa này. Xong gần thêm, thêm nữa thì hơi nhiều tướng quá. Thế giờ con CDK là bắn mãi không giết con cát anh em ơi. Cái điểm G, điểm dở khác là con này không như con teo, nó không có choáng. Bắn chỉ ra đam thôi nhưng mà nó không chết con cát. Mãi là mới chết anh em. Lâu quá, trời nó chết lâu quá, thêm một truy hồn nó nhỉ. Một truy hồn đi, bắn nó nhanh chết anh em. Vẫn chưa ai biết là mình đang chơi con này đâu nhỉ. Ờ, cho để khả năng cho con thên không? Mình cho con thên. Trong red đại. Má là lốc kệ bà đi. Đã chưa bị trường thên em. Thên đứng vào kia đi. Thên đứng giữa cũng được nhưng mà mình nghĩ cảm giác thên đứng góc sẽ ổn hơn. Con cắt đứng góc bên kia, crack đứng giữa nộ. Hợp lý đó. Crack đứng giữa nộ, nhận đam. Thên đứng góc con CDK ổn. Nghĩ con thên kẹp con CDK đứng một góc dễ ổn. Thêm một con nữa, thêm con Lily. Hết bài. Thêm sót tướng. Thêm sót tướng nữa. Đừng làm thế mà dễ xa nhau. Còn đi đâu anh em ơi, bình tĩnh ê, sắp lên được rồi đó, cố lên anh em nhớ. Cố lên anh em nhớ.
À, mình đi thổi kia rồi. Mà này đi rồi. Thêm mà lớp 3 nữa. Thêm một cái mà lớp không? Lily 2 không cần đâu, đi 2 nhót thôi. Đi 2 nhót thôi. Này cho con cát được mà thôi. Thêm một đồ cho con thên này. Truy hồn cho nó cũng điên, nhưng mà ngọc đại cho con ma lốc cũng ok. Thêm truy hồn, nói thêm truy hồn không nhỉ? Anh ba béo thì thêm truy hồn đi để còn giết nó. Thêm được truy hồn nhé. Nhanh tay anh em ơi, nhanh tay anh em ơi, đâu rồi? No, no. Ê, 31 máu vẫn sống được anh em ơi, chắc là 31 máu vẫn sống được nhỉ? Ý anh em 31 máu vẫn sống được đúng không? Ô sống được anh em ơi. Sống được. Ô thoải mái anh em ơi. Ê, nhưng mà cay quá trời ơi. Mà lớp về đồ này. Quét này, thật ra quét cũng ngọc đại luôn, được không cần đê gì. Thêm một đồ nữa cho con ma lốc bây giờ. À đâu hết đồ rồi. Hết đồ. Fuck. Ê. Thắng thua không quan trọng anh em ơi. Chúng ta cần cần là cần cái khác. Thắng thua không quan trọng, chúng ta lấy thêm mấy con một vàng này về đấy, hy vọng những hy vọng duy nhất cuối cùng một vàng. Không không anh em ơi, sao này dở rồi. Không. Đừng. Anh em bị ẩm sao ấy? Trời ơi. Thua thì ghi vẫn chưa thua đâu, không thua ở đâu, nhưng mà anh em chôn Việt Nam mình rồi anh em ơi. Ê thua đi, thua đi. Anh thua rồi. Anh thua, chết, anh thua. 12 máu chưa chết, 12 máu chưa chết được. No! Trời ơi! Chán quá anh em ơi, chán quá à. Bắn vẫn đau nhỉ? Em nhìn bắn vẫn sướng vãi, CK2 bắn vẫn sướng vãi. Tiếc quá. Một chút nữa thôi. Anh em ơi, tiếc quá. À, rồi vậy thôi anh em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Có thể tăng sao. Nếu anh thích kênh thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Oh my god. Bye bye.